biết luôn hả chị? À, em chỉ hỏi cháu Lộc Bảo là người ta biết rồi. Hỏi được cô Giang bên cô Bắc rồi ai cũng biết. Nổi tiếng quá mà, mấy chục năm rồi. Đây là quán cháo lòng của Út ha các bạn. Trên đường Cô Giang, quận nhất. Hãy cũng tận vào xem quán bán ở đông khách không? Như nào? Trong đó có những thành phần gì trong đó không? Xương nấu cho nước lèo nó ngọt đó con. Lại quyết làm mua nuôi nước không biết lỏng gì vậy, mình tự pha mình luộc xong lấy đó mình nấu cháo, chứ không mua quyết mình luộc ngoài chợ. Pháo vào nữa để vô đăng vậy đăng người ta. Thank you.
thấy một tô bình thường là cháo lòng đầy đủ mình là người giá bao nhiêu vậy? Một tô đầy đủ là 34. Mỗi lần khách vào là thường gọi là tô đầy đủ rồi. Thời gian nào là khách vô đông nhất vậy? Các sáng từ 7 giờ đông đến 10 giờ đông. Sáng là tầm khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ hả chị? 6 giờ. 8 giờ. Mình trong tuần mình có ngày nghỉ nào không chị? Không. Phải quậy mới cái tiền. Quậy nó được cái bị khét cơ. Nó khét. Nêm nếm theo cái gì công công thức từ đó giờ của mình á. Cái đầu mình hắt xong rồi chiên. Quán cháo lòng cổ nổi tiếng nhất đường Cô Giang, bán hơn 80 năm, truyền từ đời này sang đời khác.